Đúng không ạ? Cơ sở bên em xin gửi lời chào tới tất cả anh chị nhé. Và chào mừng anh chị tới với một video bên em lên một gian những tác phẩm chế tác trên chất liệu gỗ quý và mời anh chị cùng thưởng lãm anh chị nhé. Và sau đây chúng ta hãy cùng MC nữ đi sâu hơn về chi tiết từng tác phẩm này. Có kích thước cao là 85, ngang là 65 và chiều sâu là 23. Mã 2 đây ạ, giá chỉ có 4.800.000 đồng thôi anh chị nhé. Mã bên cạnh mã A2 đó là mã A3 đây ạ, kích thước cao là 68, ngang là 62, chiều sâu 20, giá chỉ có 5.500.000 đồng thôi ạ. Và hơn nữa ở dưới đây là hai cái bức tranh mã số 4 có kích thước cao là 78 và ngang là 43, độ dày là 7 phân anh chị nhé, giá chỉ có 8.600.000 đồng thôi ạ. Bên tay trái đó là mã 5 anh chị nhé, cao là 58, ngang là 43, dày cũng đến 7 phân anh chị nhé, giá là 6.800.000 đồng ạ. Và bên cạnh đây là mã cuối cùng, mã số 6 ạ, kích thước cao là 1m, ngang là 88, chiều sâu là 30 và giá là 12.800.000 đồng anh chị nhé. Những tác phẩm này bên em là hoàn toàn là liền phối anh chị nhé, và toàn được là những chất liệu gỗ quý anh chị ơi. Ba cái tác phẩm bên trên là được làm ở chất liệu gỗ bách xanh đây ạ. Và em sẽ đi gần hơn để cho anh chị em giới thiệu kỹ hơn về những cái tác phẩm này cho anh chị ạ. Bức phu thê viên mãn là đại diện cho tình cảm vợ chồng, tình yêu đôi lứa bên nhau ạ, mãi mãi không bao giờ chia xa. Những bông hoa phù dung được thợ bên em đục tách rời hết cả ra rồi ạ. Từng bông hoa đều được cuốn tâm cực mỏng luôn. Em sẽ quay sát cho anh chị xem hơn về hình thái của đôi chim công anh chị nhé. Và những chiếc mỏng rất là sắc nhọn luôn, bộ lông cũng rất là mềm mại ạ. Đôi chim công là biểu tượng mạnh mẽ cho tình yêu đôi lứa, tình nghĩa thủy chung, son sắc của vợ chồng và mang lại may mắn, tình yêu bền chặt, hạnh phúc viên mãn ạ. Sẽ khiến những người đang độc thân sớm tìm được một nửa của đời mình, giúp những cặp vợ chồng sẽ viên mãn bên nhau đến đầu bạc răng long ạ. Ngoài ra chim công còn là biểu tượng của quan chức, tiền tài, quyền uy ạ. Và phong thủy hơn là lông chim có thể thu hút được năng lượng từ trời đất, điều hòa và cân bằng âm dương cho nhà, cơ quan hoặc cửa hàng, khách sạn anh chị nhé, để đem lại thịnh vượng và thành đạt. Anh chị có thể là làm quà tặng tân gia, cưới hỏi, mang thông điệp của may mắn và thịnh vượng ạ. Và hơn nữa là hai cái bức tranh này bên em thì là có làm bằng những cái bông hoa hồng anh chị nhé, và những cái chú chim sẻ rất là bay ở trên những bông hoa hồng rất là đẹp luôn đây ạ. Vâng, và anh chị nào đang quan tâm tới những tác phẩm, những cặp phu thê viên mãn chế tác trên chất liệu gỗ quý như là gỗ bách xanh của bên em cơ sở đây, thì hãy liên hệ ngay qua cơ sở bên em nhé, bằng những comment ở bên dưới này, hoặc là liên hệ qua số điện thoại bên em sẽ ghim ở phần tiêu đề anh chị nhé. Và để đi tới phần kết video này, mời anh chị ngắm lại một lần nữa những mã sản phẩm mà hôm nay bên em mang lên giới thiệu cùng anh chị nhé. Vâng, và bên trên đây thì là ba bức tranh với mã là A1 này, một cặp phu thê viên mãn là cực kỳ là mềm mại, cực kỳ là tuyệt vời, đường nét đục thì vô cùng sắc nét, những bông hoa thì rất là kênh bông anh chị nhé. Hàng thì liền nguyên một khối luôn cho em. Tác phẩm này với kích thước chiều cao là 70, ngang 45 và chiều sâu là 20. Giá em trai giao lưu tác phẩm này 5.000.000 đồng anh chị nhé, bao gồm phí vận chuyển toàn quốc rồi. Chuyển sang mã A2 chị ơi, một cặp phu thê cũng rất là tuyệt vời, rất là mềm mại, đang âu yếm bên nhau, thể hiện tình yêu đôi lứa, tình yêu viên mãn anh chị nhé. Với chiều cao là 85, ngang 65 và chiều sâu 23. Kích thước thì bên em đã bao gồm cả một chiếc kỳ để anh chị có thể là cân đối cho tác phẩm này vào không gian hợp lý nhất anh chị nhé. Chuyển qua mã A3 cho em này, giá của tác phẩm này 5.500.000 đồng nhé. Với chiều cao là 68 này, ngang 62 và chiều sâu là 20, cũng bao gồm sẵn một chiếc kỷ anh chị nhé. Mã A3 với giá là 5.500.000 đồng. Vâng, hai bức tranh chế tác với một cái dáng thế khác biệt hơn, cũng nhân vật chính là một cặp phu thê viên mãn thôi, nhưng bên em gọi là chế tác những bông hoa hồng tượng trưng cho tình yêu anh chị nhé, tượng trưng cho sự vĩnh cửu của tình yêu đây. Những bông hoa hồng này
cực kỳ tuyệt vời. Và bên trên thì bên em còn chế tác thêm cả những chú chim sẻ tô điểm thêm cho tác phẩm này. Hàng thì vô cùng là kênh bong anh chị ơi, quá là kênh bong rồi. Với chiều cao 78, ngang 43 và chiều dày lên tới 7cm cơ. Và tác phẩm này em trai giao lưu anh chị với mức giá là 8.600.000 đồng anh chị nhé, bao phí vận chuyển toàn quốc. Và những bức tranh thì anh chị ok rồi, bên em đã chế tác hẳn những chiếc móc anh chị nhé, để chúng ta có thể là về tiện nhất cho cái khoảng không gian tranh treo tường anh chị nhé. Chỉ việc gắn cho em một chiếc đinh lên tường thôi. Chuyển qua mã số 5 anh chị nhé, mã số 5, mã vừa rồi là mã số 4 này. Mã số 5 này giá 6.800.000 đồng, cao 58, ngang 43 và cũng dày lên tới 7 phân anh chị ơi. Dày 7 phân mà hàng lại vô cùng kênh bong anh chị nhé, hàng vô cùng là kênh bong luôn. Vâng, tác phẩm này bên em cũng chế tác cả những bông hoa hồng anh chị nhé, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đây. Vâng, hoa hồng là tượng trưng cho sự ngọt ngào của tình yêu anh chị nhé. Và cặp phù thê viên mãn thì quá là tuyệt vời rồi. Và một bức tranh này với giá chỉ có 6.800.000 đồng thôi. Đấy, anh chị nào chốt tác phẩm nào thì hãy comment cho em mã số, chốt mã số kèm theo số điện thoại ở dưới phần comment anh chị nhé. Và một sự khác biệt hơn đó là chế tác trên chiếc là gỗ hương ta Gia Lai, hàng liền nguyên một khối lên chị ơi, với kích thước là cao 1m nhé, ngang 88 và chiều sâu là 30. Và tác phẩm này em giao lưu anh chị với giá là 12.800.000 đồng, mang mã số là 6 anh chị nhé, mã số 6 đây. Trên chất liệu là gỗ hương này. Và tác phẩm này kích thước em đã bao gồm sẵn một chiếc kỷ rồi anh chị nhé, bởi vì tác phẩm đã quá tuyệt vời rồi. Và em trai vừa qua một vài tác phẩm ạ, 6 tác phẩm anh chị nhé, chế tác những cặp phù thê viên mãn này trên các loại chất liệu gỗ quý. Và em xin phép được dừng video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay ở đây và hẹn anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn anh chị đã luôn luôn đồng hành và theo dõi cơ sở bên em trong suốt thời gian vừa qua. Và xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.